Dê à, lăn mạng chắc là nó con dê lên bò bú. Rồi y xịn dê luôn. Chào là nó muốn nhiều á. Nó lúc mà mình nuôi bò mình quan sát là mình thấy đáng lẽ mẹ phải quay đầu lại liếm á. Liếm hồi nó đái nha. Đái đái. Đó, massage nhẹ nhẹ vậy thôi, nhưng kích thích con bò con nó muốn nhiều lên. Hôm nay có thục được cái nào chưa hay là còn ngậm không, chưa thục? Đâu được rồi. Hồi hết nữa thục á. Hôm nay bú yếu, mẹ sợ đèn. Hôm nay đi mua thuốc tâm nhà thuốc đèn. Thì hôm nay đi bắt con mực. Đó, massage gì là đúng á. Hả, hồi nào bú là massage, bú là massage là nó phái lắm. Bà làm gì cũng được. Bà bú bò bà luôn. Còn biết tàn là thấy mùi rẻ hả?